Bây giờ ăn không ăn được không? Bây giờ em đút anh ăn đi. Đút ăn đi. Hả? Rồi đút luôn miếng đi. Thử, cho thử miếng nữa. Ok, là chuyện trở lại với kênh channel của sao lại là mọi người. Và hôm nay mình sẽ thử thách 24 giờ ăn đồ một màu cùng với Chilo. Yeah. Ok, bây giờ ăn xong miếng mình sẽ hỏi nha. Trứng là trứng gì ạ? Không biết. Chùi à. Ủa, mình tự làm điện thoại của Trang đúng không? Ủa, trứng này rồi ăn. Ăn được mà. Trứng này bỏ miệng luôn hả? Ừ. À. Trứng xì dầu. Ủa, mấy trứng không? Ừ. Trứng xì dầu. Bây điểm. Nói chung là nó cũng được. Ok. Cũng được ha. Ok, rồi ok, câu hỏi đầu tiên của bọn fan đưa cho mình, đó chính là hãy kể tên và tuổi năm sinh nhật và cung hoàng đạo của đối phương. Ok, để mình kể trước. Ông ngoại á, Huỳnh Thiên Tân, sinh năm 1997. Sinh nhật có mấy năm sinh? Sinh năm 1997. Chịu, em không nhớ. Tại em ghét anh, em không nhớ. Nhưng mà anh nhớ em, Trương Thị Anh Đào. Ok. Ngày 4 tháng 3 năm 2001. Ồ ghê. Cung mà không biết. Cung xong. Xong ngư, em có xong ngư vậy. Anh không gì? Phiên Bình. Huỳnh sinh ngày năm bao nhiêu? 24 tháng 9. Ông mới luôn, ông mới thiệt. Không biết thật, trời. Ok. Còn nói chung là mấy bạn đừng có chỉ trích tôi nha. Tại vì là tôi là bị gọi là không nhớ được cái năm sinh. Mình chỉ nhớ được năm sinh của Phong Cận với mình. Hết, thực sự là nó hơi buồn. Năm sinh của Sim không? Ok, bây giờ anh mang tiếp theo gì anh chọn đây vậy? Em đang khô cổ, chọn nước nha. Nước đi. Ăn phải lựa chọn đồ ăn cho em. Nước đi. Đừng. Ê, khô cổ mà ăn cái này. À, trời. Tôi ghét rau luôn á, này là bento mà ăn siêu cay luôn á. Thôi bây giờ ăn miếng thôi, ăn miếng thôi. Đó, rồi, sẽ ăn chưa? Ăn chưa này? Rồi. Không biết cay không nha. Từ từ. Cay á. Hồi nãy ăn vô á, nó cay chút xíu thôi. Mình bình diễn anh em. Nhưng mà dạ, thật à? Nó dành nước xuống cổ, nó cay cổ. Mặt cũng đỏ luôn mà. Are you okay? Nó cay ngay chỗ này nè. Đúng rồi. Cái này á, ăn siêu cay là mình. Thật sự là mấy bạn nhỏ mới ăn cái này nha. Không nên. Cay lắm ạ. Thật sự. Đó. À, no. Trả lời nhanh đi. Đấy, mấy người đi cố gắng trả lời hoài nhất nào, ok. Rồi, nêu 3 điểm mạnh của đối phương, ok. Điểm mạnh của anh hả? Rap hay. Gì? Rap hay. Gì đó, tính kỷ lục cao. Ok, tính kỷ lục cao. Gì đó, từ đẹp nhớ. Anh có gì hay không? Chỉ thôi. Kính này còn cao gì ta? Đẹp trai rồi, vậy đi. Em biết, chịu em. Sao là hát hay. Không biết không hát. Không, em hát hay mà anh nghe hát rồi. Ok. Rất hay, rất hay. Ok, thêm cái nữa. Với lại em hay làm TikTok á. Nhảy. Ok, rồi. Rồi bây giờ đến lượt em chọn, đến lượt em chọn. Ok, bây giờ sữa hay làm Coca? Sữa hả? Sữa ơi. Em uống gì cũng được. Nhưng mà sữa sẽ đỡ cay hơn. Ok, okay sữa nha, mình sẽ chọn sữa này sữa đen nha các bạn, sữa đen và nâu nha. Ok. Chia. Sữa đen nha các bạn, đen nha, không có màu. Ui, lui luôn á. Thôi để cái áo là tăng hình luôn á. Oh my god. Nhưng mà sữa này ngon nha anh em. Sữa này là trà sữa vị than tre. Trà sữa ô long vị than tre các bạn. Ok, đỡ chưa? Đỡ. Ông gái này nè. Ông định hại tôi mà. Ông tự hại không? Rồi. Nói chung á, là sáng sớm mình chơi nhẹ thôi anh. Ok. Rồi. Câu thứ ba anh hay nè. Cái ly thứ ba này mà cũng hay nè. Hai anh chị đã từng ghét nhau chưa? Chà. Hai bạn này là nó muốn lục đục tình anh em rồi đó, hiểu không? Bây giờ nhanh trả lời trước, em trả lời trước. Em trả lời trước rồi. Ok. Thì có một khoảng thời gian mình không ưng ông này. Tại vì ông này hơi lầm lì với bạn. Ông này quay clip mình không biết nói chuyện sao. Thì mình ghét ông. Lý do duy nhất là tại vì ông hay mất tích lắm. Đó, chỉ vậy thôi. Nhưng bây giờ là ông là người hủ mình quay clip. Bây giờ ông mới là người hủ quay clip nhiều mấy bạn. Bây giờ vẫn ghét bởi vì muốn quay clip nhiều quá. Đúng rồi, bây giờ vẫn ghét. Bây giờ anh em vẫn ghét nhau thôi, không? Giả bộ bây giờ thật sự là mấy bạn không biết là clip này mình đã gì tên rất là cực khổ vậy, kêu ông Ro quay clip chứ không phải là ông Ro tự nguyện các bạn. Chứ bây giờ mà Ro mà hú cái là đi liền cái tôi là phải anh Ro ơi quay em đi. Không quay đâu, em ghét anh lắm. Ủa em là do người xấu vậy chứ. Trời ơi, thôi chứ hai mình ghét không nữa được chứ hai mình cũng nó
nhiều là ghét thì ghét, nhưng mà thương thì thương thôi. Ok, anh ra ở giờ... khoảng thời gian mình cũng ghét Sam, nhưng mà nó chỉ là một cái tính nhỏ của Sam thôi. Bây giờ thì Sam đã đỡ rồi. Tính gì? Đó chính là có một khoảng thời gian mà Sam kiểu chỉ bấm, chỉ quay, quay với Phong thôi nè mà. Hầu như là... tự nhiên quay với Phong anh ghét em. Không, quay với Phong hả? Không, cái gì vậy? Thì hầu như là chỉ muốn rủ Sam quay thì nó rất là khó. Okay. Sam quay với Phong mấy một ngày luôn. Đúng rồi. Nên là có một khoảng thời gian mình khá là không ưa. Nhưng mà bây giờ thì support khá là tốt luôn. Đúng rồi. Rất tốt. Quay đi support Sam. Đó, support mình nha bạn. Nếu bạn đừng quên subscribe cho mình và Sido nha. Đó, để mình có thể làm những clip chất lượng như này nha. Ủa từ từ, cái này là mình có bao nhiêu đồ vậy? Thạch. Đây, sắp rồi, thạch nè. Nước nè, nước đen này nè và xin gum. Ủa còn cái này cái gì đây? Cái này sô cô la. Ăn không sô cô la đi không? Sô cô la, sô cô la. Ở cái sô cô la đen hả? Ok, rồi. Cái này là cho mình biết là sô cô la không có sô cô la màu đen luôn nha. Biết có đắng không nữa? Ơi, sô cô la màu đen đắng nha. Đắng hả? Sao em nhớ là sô cô la đen là sao không đắng ta? Là black chocolate nữa. Ủa. Để xem coi. Ồ, đây là cái thân sô cô la nó gói bằng giấy bạc nha. Ok. Ồ, cũng đen nha, cũng đen, đen người lui luôn á. Rồi ok, anh em bẻ hai đứa bẻ nè. Cầm. 2 3. Ok. Ủa. Đấy. Ok. Rồi, ăn thử nha. Mình chẳng minh mình bẻ một miếng gốc này. Đúng rồi. Rồi. Ủa nó ít ngọt hơn đúng không? Nó ngọt hơn. Nó hơi cứng hơn sô cô la thường. Lý do hai anh chị chọn màu đen và màu xám để làm màu chủ đạo cho kênh. Anh trước đi, em nghĩ anh sẽ trả lời dễ hơn. Bây giờ em thử hợp đoán nhé. Là do là anh trai, anh thích màu đen. Trời. Ban đầu cái màu chủ đạo của tôi là màu trắng. Và nếu các bạn không biết thì ban đầu cái con linh vật của tôi là con sói trắng. À, em biết luôn á, em biết rồi luôn. Và sau đó thì khi mà mình coi make up thì có một bạn khán giả được dễ skin cho mình, và bạn dễ mình thay màu thế là từ đó mình thành màu đen với màu trắng. Và đó là sự khai sinh của con sói hai màu luôn. Và từ đó các bạn cứ bảo mình là thích màu đen, nhưng mà các bạn quên mất là trong linh vật của mình còn có màu trắng nữa. Ủa vậy là cái màu chủ đạo của anh là từ bọn fan vẽ ra. Đúng rồi. Độc đáo vậy. Độc đáo luôn á. Còn màu của mình á là màu xám. Nếu bạn không biết là trước khi làm cái kênh này mình không phải màu xám mà mình là màu tím. Trời ơi, mình xém trúng cái ru luôn á. Màu tím đó, nhưng mà mình cảm giác màu tím rất là không có ngầu, nên là em mình đã vẽ cho mình một cái linh vật cái mập. Sau đó mình bảo ồ cái mập thì màu xám, nên mình chọn màu xám tại vì nó ngầu, nó giảm thì nó ngầu thôi đó, chứ không có gì hết trơn á. Là em mình người vẽ rồi đó. Ok rồi, đáng quá. Bây giờ mới cảm giác đáng rồi. Bây giờ nãy anh chọn đúng không? Bây giờ đến Vân, đây là một món mình cực kỳ thích, đó chính là thạch. Trời ơi. À, ok, thạch nha. Rồi, đây là thạch rất đen nha. Thạch này, thạch đó, thạch gì? Thạch dừa. Gì? Thạch cao quý. Không, màu đen, thạch là thường màu đen là thạch gì? Thạch màu đen hả? Thạch lam. Mệt quá, con người. Đây. Thạch gì ta? Ý sao? Không. Không, anh không ăn cơm rất nhiều. Ủa, sao mà không phải cái gì? Đây. Rồi. Ok. Đó. Hút miếng nước thì nó sẽ chảy ra. Đắng luôn á. Rồi. Đắng thôi bạn ơi, đắng thôi bạn ơi. Đắng luôn á. Rồi. Ngon mà. Rồi. Ê bây giờ ăn không ăn được không? Bây giờ em đút anh ăn đi. Đút anh ăn đi. Hả? Rồi đút luôn miếng đi, thử miếng nữa. Nghĩ sao vậy bạn? Cái bạn đã bị lừa rồi. Ok mọi người, thì câu hỏi tiếp theo đó chính là anh chị có thể show màn hình điện thoại, hình nền điện thoại được không? Ok, em mình chơi cái trò show nhanh không? Show chơi không? Ủa chơi gì vậy? Đây là điện thoại. Ủa không sao show được anh? Đây là hình điện thoại của tôi mà. Đó, ok. Ủa sao tự gì bản thân mình vậy? Không, anh để như này để anh tự nhắc nhở bản thân mình. Đừng cắt tóc đúng không? Đừng cắt tóc đúng không? Ông nói có khoảng thời gian, nhưng thật sự là tôi nhớ là ông cắt tóc. Ông chưa cắt tóc nha, đối với bản thân tôi không phải là tôi giờ gì đâu. Không phải là tôi quá đâu, nhưng thật sự có khoảng thời gian ông bị tóc cực kỳ đẹp luôn. Tôi về là ui, anh đẹp trai ta, thôi, xoái ca nha. Ông cắt về xong rồi thành xoái gì vậy? Xoái trẻ. Ông cắt tôi mình không nhận ra luôn, kiểu ở đây ai vậy anh tôi à? Rồi đúng ghê luôn á, đây là. Bạn có bao nhiêu giây nó còn vừa đen nữa. Nói đó sinh tồn vậy đó, đen tóc xấu trời ơi, đúng là kiểu đúng là combo quỷ diệt luôn. Nên là những bạn nào mà tóc kiểu muốn để như râu, điều đầu tiên là cắt tóc vậy. Đừng nên luôn các bạn đó. Ok
Rồi bây giờ còn món này và cái này anh ăn được, tại vì anh đang đeo khẩu trang sao ăn được. Còn cái này nè. Ơ vô cái này nhìn đẹp nè. Ok rồi, từ ok rồi cục miếng nè. Vô ok, cái này là coi con la không đường. Không đường á, mình cảm giác rất là ngọt không ạ. Bởi vì nó không đường nó rất là ngọt đúng rồi. Không đường rất là ngọt. Ok, món này mình nghĩ nó đơn giản là Coca Cola ai cũng uống hết đó, cảm giác tuyệt vời đó. Mấy bạn thấy tại sao, ủa tại sao tụi chị rủ anh Rô đi tham gia thử thách này? Tại vì thử thách này hai tụi đi là một cái màu gọi là màu đen màu xám, những cái màu mà tối nhất trong cái team này đó, màu tuyệt vọng của team đó. Đúng rồi, nên là có một số bạn mà bảo ủa sao anh chị chọn màu gì tôi thui vậy. Trời ơi, cái này là do duyên số mà bạn sao biết được. Trời ơi, bây giờ mà trồng màu hồng hay màu tím hay màu sáng chứ không đẹp đâu nhỉ. Mình nghĩ là mình trồng màu hồng không đẹp đâu mình... Nói chung là hai mình nó thật sự, nếu mà ngoài hai màu này mà tụi mình chọn màu khác ra thì tụi mình không biết, tại vì thật sự là mình thích màu đen tối tí cho nó ngầu quá đó. Anh không đẹp không, cảm giác màu đen màu tối nó ngầu hơn không? Yeah. Ok round cuối. Biết gì không? Để con hỏi. Ủa câu hỏi á? Hết rồi hả? Hết rồi, nhưng anh điện ăn rồi. Bây giờ anh muốn hỏi thêm cho hỏi em luôn á. Hỏi thêm đúng không? Bây giờ okay. Hai đứa hỏi nhau đi. Ok, rồi giờ cho câu đi. Bây giờ vậy đi, bây giờ anh chọn đồ ăn thì em hỏi. Em ok, em hỏi. Ok, bây giờ nãy ai chọn vậy? Anh chọn. Ủa? Coca là anh chọn đúng không? Ừ đúng rồi. Ok, giờ ai hỏi? Em hỏi á. Em hỏi hả? Ok, vậy thì anh nghĩ là gì ta? Hai tụi mình có gì ta? Có ghét nhau không? Ủa con này nếu mà nãy hỏi xong là biết ghét luôn rồi đó ha. Ghét rồi đúng không? Là hai mình ghét nhau đúng không? Đó, ok nếu bạn đừng bây giờ gì đã xếp hai tụi mình nha. Tại vì thật sự là tụi mình rất ghét nhau. Đó, bắt tay ra cho ghét nhau nè đó. Chứng nhận quyền ghét nhau nha các bạn, ok. Rồi, ghét nhau, ok. Rồi, bây giờ cuối cùng mì. Bây giờ tôi sợ lắm, anh có sợ bánh mì cay không? tôi sợ thật à. Để chờ thì mình sẽ ăn nha bạn. Ông Rô là cho mình hơi sợ. Sao lại ăn như vậy? Cái đó gọi là cái phong cách. Ok, phong cách. Rồi, đây. Mì cay nha bạn. Mì cay nha, không gian vũ gì nha. Thôi, tôi với ông Rô đã định là để rất ít. Nhưng bây giờ hai tôi chơi cháy là tôi đổ hết luôn. Đổ hết cho vị vô luôn. Để xem coi ai ăn nổi. Thật ra là ban đầu là sao cũng không định đổ hết cho vị đâu anh em. Nhưng mà tôi đổ hết cho vị. Tôi. Ok, rồi. Ăn gì vậy? Thích quá. Các bạn không nên thử nha, anh em sáng chân gì không nên ăn cay nha. Cay quá. Cay quá hả? Mình đừng có đỡ cay thôi, cay dữ vậy. Ngon. Ngon mà. Vậy là sao mà ăn không được cay? Đúng rồi, mình ăn được cay nhưng mà không với mì này thôi nha, em ăn cay vẫn tốt nha. Hôm nay vẫn tốt nha nhưng mà không ăn nổi cái này. Rồi bây giờ anh hỏi đi, vậy để lo anh hỏi đó. Ngon quá. Ngon cái gì này, đúng cay luôn à, trời ơi. Ê bây giờ thử ăn hết cái này ăn được. Được. Em ăn được không? Không. Khổ quá bà ơi, tôi sẽ giờ vừa ăn thôi. Giờ hỏi sao nữa ta? Có gì hỏi không? Hỏi gì cũng được, kênh YouTube gì đó hay là gì ta? Gì ta anh em mình như thế nào, phát triển như sao? Đó. Gì? Có bao giờ em cảm thấy em ghét không? Dưới vậy? Trời ơi. Nói chung á thì là phong cảnh mọi người rất là dễ thương, rất yêu, rất là trai, rất là gì ta, rất là gì đó các bạn ơi. Nhưng mà ghét thì nó có ghét không, biết là ghét không các bạn. Kiểu ăn nhiều nè, ghét rồi. Đặc biệt giảm cân mà. Chưa bao giờ giảm cân được, giảm cân rồi. Bật mí các bạn, cay hơn mà không cần đau đủ nhau giảm cân cùng một thời điểm mà cay là giảm cân thành công. Một cân thì... Không, bây giờ cay cũng... nhưng mà cay cũng ổn hơn rồi. Nhưng mà ông về giảm cân thì trong tim này tôi thấy người duy nhất mà... Nếu mình sẽ biết nha các bạn, chắc các bạn biết rồi, không cần bí mật đâu. Lòng Rô là người duy nhất của anh em là đi tập muốn hái đó, nên là cũng gắt lắm nè. Nhưng mà nhìn vậy thôi chứ là có cơ đó. Bây giờ anh thử cho mấy đường coi. Bây giờ thử đây.
em là chừng này đó. Thử quay bự chừng nào, thử đi. Lâu lắm rồi ba. Ừ nhưng mà nó trắng sao còn to, đây là em à. To đầu to nè, đâu? Tay nè chưa. Đây là đồ mà, to đầu to. Ủa nhưng mà, ủa sao tay em to vậy? To đâu. Đúng không, tay em có bị to không? Không, tay bình thường mà. Ok. Biết sao không, tại vì tay á thường nó sẽ có một lớp nè, em nhìn nè, nó không có đun nè không. Ờ. Thường sẽ bị lớp đó là tay mà tay mở á, như này sẽ nó sẽ bị rung ở dưới. Ờ. Đó còn nhìn ra nè. Là có mở không? Không nè, em thấy đâu có đun đâu. Ok ok ok. Không là ru. Không là ru. Mà nó cho các bạn ru. Đó ok. Đó. Là chỉ có duy nhất như đó thôi. Đó ok. Nói chung thì con người bảo vậy, ai giờ có khoảng khắc đáng ghét đúng không? Nhưng quan trọng là mình có tốt của nhau để mình đúng sống. Đúng rồi. Nhưng bây giờ nè, mình rất ghét rồi tại vì đồ ăn được cái này. Tôi ra cái này. À, tốt quá à. Xin chào. Trời ơi, sao cũng có thể ăn ngon vậy ta. Đấy, bạn biết là khi qua Sài Gòn á, mình đã ít ăn mì là mình không ăn mì nhiều như ở Huế nên là mình kiểu không quen ấy, nên là mình nghĩ là lúc mà kiểu đói lắm á, mình nhớ có một lần á, lúc mà mình bị đau chân, rồi buổi sáng mình xuống coi giúp Euro. Sau đó Rô kiểu mình gọi là ủa anh ơi có gì ăn không, xong bảo là có mì thôi, xong rồi mình bảo thôi nếu mà nấu mì phiền anh quá, xong mình xuống, xong rồi cũng chạy ra em ăn ngon nấu cho, xong cũng nấu mình mì đó, đó là cái nó biết cái mì mà anh nấu cho em á, đó là mì gì ta, không phải mì không nha, mì full topping luôn. Đúng rồi đó, mà cái mì đó là cái mì gì ta, qua Sài Gòn là chắc đây là lần hai thứ ba mình ăn mì với bạn. Mì mì sợi to, xúc xích, cái gì, xong rồi đúng ở trong hết. Trời ơi, như lẩu vậy mà. Sao bụi vậy nè. Đó, trời ơi, có định, nhưng mà tuyệt vời. Ok, ăn sắp hết rồi hả? Ừ. Anh nhớ cái đợt đó, anh nhớ cái đợt đó hình như là Sam bị bông lên chân. Đúng rồi. Xong rồi Sam mới đi cái nạn lên. Đúng rồi. Hay là nguyên anh em ở trên tầng họ anh em có lại sao. Đúng, ác luôn á. Trời ơi. Vậy đúng không? Cà mùi nè, quẹ chân như chân kiểu dẹp một quà nè. Xong rồi cây rô nè, xong rồi ông dịch nè, xong phong nè. Anh có làm không? Có. Anh không có vậy mà. Ôi trời. Anh có biết gì đúng không? Có biết màu đen thì lấy áo lâu chứ. Lâu đi. Ok hợp lý, mình phải lấy áo mình lâu nha bạn. Tôi ăn xong rồi nha. Tân ngang xong các bạn. Trời ơi. Ê, Tân khoe. Tân. Lộn gì đó. Ghê quá. Lâu lắm rồi, cái người đó làm của mình nè. Đây. Ôi, hết luôn nha. Trời ơi tôi nè. Ok, thử thách này. Chúc lại. Go là người chiến thắng. Yeah. Tôi thua, tôi không chấp nhận gì đó. Tại vì tôi không ăn được nên tôi ghét rồi. Thật sự đó. Ok mọi người ơi, mình nghỉ video. Thử thách này bố chỉ ăn đồ màu như này thôi. Và các bạn muốn mình ăn đồ ăn đồ màu gì nữa cùng với thành viên nào nữa. Ồ, bây giờ tôi ăn đồ màu đúng, tôi sẽ ăn đồ màu xanh cùng với Phong Cực. Đây là một series luôn nè. Ok. Đó và các bạn thích series này đừng quên cùng video sẽ biết và video này được 10k like và sẽ làm tập 2 cùng với một người đặc biệt nha. Ok. Tạm biệt mọi người, ở clip sau hẹn gặp lại. Bye bye.